Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn từ cái lúc mà các bạn mới hình thành ý tưởng cho đến khi mà các bạn đưa sản phẩm đi vào hoạt động. Thì ở đây khi mà các bạn đến thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn, thứ nhất là về các cái thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp, hoặc là những cái thủ tục hành chính về các ngành, về những cái kết nối trong quá trình mà các bạn sản xuất kinh doanh. Thì kết nối ở đây nó có cái sự kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, rồi doanh nghiệp với chuyên gia, hay là doanh nghiệp với những cái cơ quan về hỗ trợ khởi nghiệp, các cái quỹ đầu tư. Là về mình có thêm kiến thức, ở đây cũng có chuyên gia nó hỗ trợ cho mình, ví dụ như mình cần tư vấn hay gì thì mình có thể hỏi thêm họ. Cái điều này giúp cho bên em là mình thứ nhất là có thêm nhiều mối quan hệ. Đến đây thì em được giao lưu học hỏi và học tập trực tiếp từ các cái chuyên gia mà trung tâm hỗ trợ để giảng dạy, thì học và hỏi trực tiếp những cái vấn đề mà mình đang khó khăn, những cái vấn đề mà chính ngay cái cơ sở sản xuất, những cái yêu cầu cơ bản mà về cái kinh doanh mà mình đang gặp phải, thì em hoàn thiện cái sản phẩm mình hơn, biết được những cái thất bại hay những khó khăn của các bạn khởi nghiệp phía trước, để mình rút ra được những cái kinh nghiệm đó để mình cẩn thận hơn. Và cái không gian này đúng là nó rất cần thiết. Rồi qua không gian khởi nghiệp này thì em tiếp xúc với rất là nhiều các bạn trẻ khác, thì ở các doanh nghiệp của các bạn ấy thì đã áp dụng một số máy móc công nghệ rất là hiện đại, rất là tốt rồi. Thì em đã học hỏi được, xong là em lại áp dụng những cái kiến thức đó về cho doanh nghiệp của mình. Được ví như bà đỡ cho sự ra đời và phát triển của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Vậy, Mekong Innovation Hub có những hoạt động thiết thực gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Điểm sáng khởi nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, phát sóng tại địa chỉ nhândântv.vn.